Chỉ với 3.850.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu ngay một thiết bị giúp bảo vệ cột sống lưng. Xin giới thiệu chiếc đai lưng bơm hơi Hàn Quốc mang thương hiệu Dix Doctor. Đây là sản phẩm đang được nhiều khách hàng tại Việt Nam tin dùng trong nhiều năm qua. Sản phẩm đã có hơn 20 năm kinh nghiệm liên tục nghiên cứu và phát triển và đã giúp cho hàng chục ngàn khách hàng tại Việt Nam sử dụng nguyên lý kéo giãn cột sống kinh điển. Đai lưng bơm hơi Dix Doctor giúp giảm áp lực cơ thể đè nén lên cột sống, giúp phần trọng lượng cơ thể phía trên sẽ không còn tác động nhiều đến đĩa đệm và cột sống trong lúc chúng ta đi lại và vận động nữa. Khác với đai lưng cột sống thông thường, Dix Doctor Hàn Quốc được thiết kế với các túi khí thông minh có thể được bơm căng lên giúp giải tỏa áp lực lên cột sống. Đai có giãn cột sống mạnh mẽ nhưng lại rất mềm mại và không cứng như các loại đai cố định thông thường. Bạn có thể vận động thoải mái và tránh những chấn thương có thể xảy ra. Hiện tại đai lưng bơm hơi Dix Doctor có hai loại. Đai lưng Dix Doctor WG30G2 dành cho người dưới 60kg có giá 3.600.000 đồng. Đai lưng Dix Doctor WG50G2 dành cho người trên 60kg có giá 3.850.000 đồng. Đai có nhiều kích cỡ tùy theo vòng eo của người sử dụng, từ cỡ S đến cỡ XL. Sản phẩm được bảo hành đổi mới trong vòng 12 tháng. Bạn có thể đặt hàng trực tuyến qua hotline 0969 685 333, website dixdoctor.vn. Bạn cũng có thể đến mua và dùng thử trực tiếp tại 60 đại lý của Dix Doctor trên toàn quốc. Liên hệ hotline và truy cập website dixdoctor.vn để tìm đại lý gần bạn nhất. Sau đây là hướng dẫn sử dụng sản phẩm đai lưng Dix Doctor WG50G2. Mời các bạn cùng theo dõi.